Hai Giang xin chào tất cả mọi người, xin chúc mọi người một ngày mới thật nhiều niềm vui sức khỏe. Hôm nay Giang vô trong cái chỗ này Giang cưa cây còng. Dù Giang quay cây còng cho mọi người xem, cây còng này bữa Giang mé rồi. Bây giờ là có 2 tháng 2 giờ Giang vô Giang cưa. Cũng lớn hơi nghiêng ở đó nha mọi người. Bây giờ cưa cho nó ngã lên bờ dưới đây nè. Dễ đem ra. Giang cưa nha mọi người. Cưa bằng máy cưa 10x382.
Anh chiếm cái cây để nằm ở đây. Chiếm cây để nằm. Để nằm chỗ này đi. Rồi mình đá cái gì vậy khác. Để lăn lóng này ra nè. Lăn lóng nó ra đó. Rồi cho thấy rồi đó. Em cua này cho nó đứt cái nạn này ha. Yeah.
quan lên, anh xã nó mất cây. Kết thúc nha mọi người. Đây là anh em của mình nghe mọi người, anh em mình chuẩn bị tiếp để... Anh thấy không Thi? Cười chỉnh xíu là chẹp phần ngầu này, cái nhánh hồi nãy tính lên cường nhánh nó cho cái nhánh dài đó đó. Nãy không lấy cái đống củi dẹp đống củi cái nằm trên đây xuống. Không lăn xong điện cho. Trời nặng lắm, thấy vậy nặng lắm sao ơi. Không mà thấy có nước cái được thì con mà. Lỡ thì chơi vậy chứ sao? Chơi chơi. Làm chỗ đấy. Máy tính nào nó hư mà nó không hư hay sao? Dễ gì hư. Trời ơi, cha đâu bán hồi hôm nó gì nó la tao. Để con đóng đi quăng mà mẹ bán rồi chảo. Đổi nha mọi người. Rồi bà đóng bà, bao nhiêu? Cái đồ đó con nướng người ta còn nhiều hơn nữa. Ừ. Nó bán được rồi. Có thể ra bán rồi, vừa rồi 2 bữa sau cái chậm mua bảo. Nó ngã mấy cây. Rồi Giang cưa xong rồi, Giang kết thúc nha video từ đây mọi người. Chừng nào Giang Giang có một cây khác thì Giang Giang có cưa cây khác rồi Giang quay cho mọi người xem nữa.